Thì ở đây anh nó yên lặng, chẳng có gì hết. Tại vì buổi sáng ở đây thấy thấy nó rất là Yên bình anh. giống như một cái nghĩa địa vậy Sao mình thành nói phố gọi đây. là bình được anh? Thành phố đây thì nó giống nghĩa địa, không có ai ra ngồi trước trước nhà hết, không có ai đi Nhưng mà hôm nhìn vừa rồi có ai. nghe bảo là phía bên anh có bị ảnh hưởng. À, bên anh thì không, bên anh thì bên bên phía bên tây, à, bên tây, còn phía đông á, từ nó đi từ South Carolina đến North Carolina thì nó rất là tàn phá, dữ dội lắm. Ở bên có thể là cũng có nhiều người chết lắm, mà bên này thì không có có gì xảy ra. Ở bên đó như có tổng thống Donald Trump đi đi thăm những người mà bị tai họa, thì cái tai họa này nước nào cũng có, chứ Chia không có không tránh khỏi được. con người mình chưa tiến bộ đến để mà ngăn ngừa những cái tai họa như vậy. Anh vừa rồi bữa kia gì đó thấy Bắc Hàn với Nam Hàn nó sum họp với nhau, hai tổng thống đi đi lại đi qua thăm từ Nam Hàn đến Bắc Hàn, vậy là cái tin nó cũng rất là hay, cũng mừng, mình cũng mừng cho người ta. Đúng anh, thật sự là cái đó là cũng gọi là cũng một cái bước tiến rất là quan trọng cho đối với dân tộc của Nam Hàn với Bắc Hàn. Nước Việt Nam mình đã đi trước Nam Hàn với Bắc Hàn là 43 năm, thì cái đó là hy vọng rằng họ sẽ làm được theo giống như nước Việt Nam. Nhưng mà hy vọng rằng nước Mỹ không có nhảy vô phá ra phá người ta. Thật sự mà nói giống như theo như em nghĩ thì cũng gọi là cũng sẽ khó, tại vì một khi đã Nam Hàn đã bị lệ thuộc về Mỹ nhiều quá thì chắc chắn ít nhiều cũng sẽ bị chi phối ở cái phần này. Lúc mà anh cũng có những người bạn làm với anh ngày xưa, thì người ta mỗi năm á, người ta qua bên Nam Hàn, những người lính Mỹ, mỗi năm người ta qua đó để mà đi train, đi đi dạy những người lính ở bên Nam Hàn để mà đánh giặc, hay là đi mỗi năm cũng qua đó làm một tháng để mà Đúng rồi. Bắn súng bom đạn tùm lum vô trong cái núi vậy đó, mỗi năm nào mấy chục năm này. Cái vừa rồi ông tổng thống Donald Trump ông nói tại sao ai trả tiền cho những cái trò này, mỗi năm nó làm biết bao nhiêu tỷ, nó bắn súng, nó thả thả bom, nó làm kinh hoàng những cái người bên Bắc Hàn, phải không? Tại vì súng đạn, bom đạn nó ầm 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 như vậy suốt ngày suốt đêm cả tháng vậy đó, thì làm sao mà người ta chịu được, phải không? Nó làm người ta khủng hoảng. Tại vì mình biết khi mà những người mà đi người Mỹ, mà lính Mỹ qua đó đi để mà hướng dẫn những người Nam Hàn lên Nam Hàn đó, làm những chuyện đó, thì mục đích của nó là để kiếm tiền bán vũ khí, thì bán vũ khí là nước Mỹ trả tiền, không ai vô đó nữa. Thì nước Mỹ trả tiền cho những cái công ty mà nó chế vũ khí rất nhiều để mà nó xài, mà bây giờ nó xài thì nó phải có cái mục tiêu của nó. Thì nó làm cái mục tiêu đó không có đúng, anh thấy không đồng ý rồi. Nhưng mỗi năm nó làm vậy á, biết bao nhiêu năm vậy cũng không có tốt đâu. Vậy rồi anh thấy cái gì đó cầm cũng gửi về mấy cái video mà những người Mỹ này, cảnh sát nó cũng giết bắn người ta lắm á. Cái đó có thằng hàng ngày luôn. Nhưng mà cảnh sát mình phải phải biết cách mình đối xử với cảnh sát. Nếu như mình là người tốt, khi mà cảnh sát nó dừng mình lại thì mình phải tuân theo lời cảnh sát nói,
nó hỏi mình đưa giấy tờ thì mình đưa giấy tờ ra, mình phải nói rất đàng hoàng tử tế. Thì cảnh sát giống như là con người mình thôi, ai cũng vậy, nếu mình sắc sược với nó thì mình thua, mình lỗ, phải không? Nếu mà là Yeah. mình người xấu thì nó sẽ trừng trị mình liền. Nhưng mà mình có gì đó nó nói thì mình nói đàng hoàng với nó không sao. Nhiều khi nó chỉ cho mình cái warning thôi rồi nó cho mình đi. À, rồi tại vì ngày xưa anh cũng là lâu mà ngủ không được đó, thì vô trong đồn cảnh sát á, cảnh sát cái kêu nó mình muốn đi chơi với nó thì nó cũng bắt mình ký vô, rồi cái mình ngồi trên xe với nó đi đi chơi 8 tiếng đồng hồ vậy đó, đi đi ban đêm vậy đó, đi Nè. làm với nó luôn. Mình nên là tôn theo cái luật lệ cảnh sát bên này thì mình không có gì sợ hết. À, nó nói gì á, nó mình có sai thì nó cho mình cái thích cực cũng được, lúc đó mình ra tòa xong rồi mình đối phó với ông tòa sau, phải không? Chứ đừng có nên đối phó với cảnh sát, tại vì đối phó với cảnh sát là nó có súng mình không có súng là mình thua thôi, phải không? Đừng có nên Thôi, học nói dạy. Còn chung là người thì thêm nghĩ là đương nhiên người là mình sống ở một đất nước nào cũng thế, mình thượng tôn pháp luật là cái điều đó là điều tốt nhất cho mỗi người công dân. Cái có nghĩa là mình pháp luật bảo vệ lấy mình, nhưng mà mình phải thượng tôn pháp luật mới được, chứ không phải là không anh. Ở nước Mỹ thì 50 tiểu bang cấp 5 lần 50 lần Việt Nam, cho nên người người xấu ở đây cũng gấp 50 lần người Việt Nam, người tốt cũng vậy. Cái gì nó tốt nó cũng gần 50 lần người Việt Nam, bên nước Việt Nam, mà xấu nó cũng xấu 50 lần với người Việt Như vậy Nam. đúng không anh? Cái đó cũng cũng không có thể nào mình nói tất cả đều tốt hay là tất cả xấu, cũng tùy theo, cũng Đúng cũng anh, xã hội mà thì đương nhiên rồi phải có thành phần này có thành phần kia chứ đâu mình à. thấy Việt Nam cảnh sát hay công an Việt Nam quá hiền, quá quá hiền, cho nên nếu mà người Việt Nam mà người thành phần tốt thì cũng nên hỗ trợ cảnh sát đi, đừng có đàn hiếp cảnh sát dữ quá. Người ta cảnh sát công an Việt Nam cũng là người thôi mà, để người ta đừng đừng có hà hiếp người công an như vậy không tốt đâu. Anh thấy nhiều cái người ta bỏ trên trong YouTube mà người dân mà la chửi cảnh sát nó không kỳ quá, thấy không? Ở Việt Nam thì coi như là cảnh sát họ dùng cái tình cảm còn nhiều quá, nên chính vì cái tình nhiều quá nên đâm ra người dân họ cảm giác như là họ giống như lấn át với người cảnh sát. Cái thứ hai nữa giống như cái luận điệu của những người kia nói là dân là chủ à, thì cứ nghĩ là mình là chủ thì mình có quyền mình muốn nói gì mình nói. Đó Không cái nha. xài Đó cái đó là chủ cái người ta để làm công tác của người ta, mình vi phạm thì mình phải bị phạt nha. chứ, đâu phải mình chủ là mình muốn làm gì làm, không đúng. Yeah. Người ta cần phải học hỏi. Toàn Như người là Việt. chính trên trường phải 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 dạy cho người ta từ nhỏ đến lớn. Là cái chương trình người ta phải nên học từ, giống như là từ nhỏ người ta nên học những cái đó đi, trong cái trường học á phải nên dạy cho người ta biết tuân theo công an cảnh sát hay là tuân theo luật lệ Thì thì cái nói chung về cái điểm này thì em nghĩ rằng là sẽ những cái gọi là cái thế hệ sau họ sẽ nhận thức đầy đủ hơn về vấn đề này. Thật sự ở hiện tại bây giờ ví dụ như những cái tầm cái tuổi của em hay là nhỏ em chút thì cũng có một số thôi, chứ không phải là người nào cũng như thế hay là cái nhận thức, nhưng mà cũng có một số ít.
Em nghĩ là những cái thế hệ sau á, thì chắc chắn sẽ không còn những cái điều này đâu. Tại vì mỗi cái đất nước, cái giáo dục họ đưa vào, họ để cho người dân họ biết mình, cái quyền của mình ở đâu, mình làm được những cái gì để mình tự bảo vệ lấy bản thân mình, hay là đó là những cái điều mà sau này em nghĩ rằng là những cái thế hệ sau họ họ sẽ Thấy trong nước Nhật ha, Nhật hay là trên Singapore, người người dân rất là hiền hòa, thì mình nên tìm hiểu người ta dạy đào tạo con người ra sao, thì mình thấy cái nó hay đó, nó hay hơn những nước khác, hay hơn nước Mỹ, tại vì con người Mỹ nó rất là nó rất là tàn bạo, nó đủ thứ chuyện hết, không không có gì mà học cái người Mỹ gì cái đó được. đúng rồi, tại vì nói chung là cái chẳng qua cũng là cái ý thức thôi. Cái ý thức của mọi người thì nó sẽ tạo thành một cái xã hội tốt thôi. Cái gì mà xã hội mà thì cái ý thức của mỗi người thì giúp ích cho nhiều cho xã hội. Chào chị Nguyễn Nguyễn. Ý thức của người Nhật rất hay, thấy cái ý thức của người Nhật rất là hay, tại vì nhiều khi vừa rồi mấy năm trước khi mà cái gì nó cái tsunami ở bên Nhật á, nó tàn phá người ta, nhưng mà không có ai nhảy vô đi hôi của người dân hay là những cái nhà khác, tất cả mọi người đứng xếp hàng để mà lãnh cái gì đó. Con nít nó cũng xếp hàng, nó không có lằng chen lấn, cái sự tự giác của người Nhật rất là hay, rất là cao. Thì mình nên tìm hiểu những tại sao người ta đào tạo người tốt như vậy, thì mình học hỏi, không? Cái đó là rất là hay. Nên theo thay thế những người Mỹ không không có giống như là không có tự giác cao bằng người Nhật đâu, tại vì cái bên bão bên này á, thì khi mà bão vô á thì người ta kêu phải đi chỗ khác để mà tránh bão, thì trong khi người ta đi, người ta khóa cửa xong rồi á, thì những người dân bên này á, người ta ào vô là người ta đập cửa đi ăn cắp ăn trộm đồ. Mỹ là không, mấy người đó không tốt rồi, thấy không? Khi ở anh ở bên Los Angeles mấy năm trước, mà khi mà cái Rodney King beating nhá, tức là mấy cảnh sát mình nó đứng lên nó đánh Mỹ đen, khi đó thì dân nó đứng lên nó đốt trên 3.000 cái nhà, rồi nó hôi của nó tàn phá dữ lắm. Cái này, nó lợi dụng cái thời cơ đó để mà đi ăn cắp đồ, rất là không có đúng, nó đốt nhà người ta, nó ăn cắp đồ, nó hôi của rồi nó cho là nhân quyền, cái đó cũng không 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 có nên làm, không có nên làm, đi đi khủng bố đi làm những cái đó, thì cái nhân quyền thì nó cũng có giới hạn thôi, phải phải đúng thôi, chứ không có cái gì cũng phải nhân quyền. Mình thấy ở Việt Nam, đó là trong trong gia đình mình á, mình phải biết cách sử dụng, cho nên chính chính trong chính chính quyền á, thì cũng cũng vậy thôi. Ngày ngày xưa á, thì con người mình rất là khôn, thì người ta làm công cụ ra, con người nó hơn con thú vật là cái công cụ mình, cái đồ nghề mình làm, mình chế ra những cái dao búa này nọ để mình đánh lại những cái con thú vật đó, rồi sau này mình chế ra súng đạn để mình đánh tất cả, rồi con người với con người thì con người nó thắng thú vật tất cả rồi, bây giờ chỉ con người với con người thôi, thì con người với con người thì người ta chế cái công cụ khác, giống như là trưởng của một cái nhóm này, trưởng của nhóm kia, rồi đến vua chúa này, đến vua chúa khác, rồi nước này nước khác để mà chọn nhau nha, tại vì ai cũng muốn cái quyền lợi của mình là trên hết, rồi sau đó người ta chế ra những cái
cái chế độ tư bản cộng sản, đó là một cái công cụ của công để mà giành được cái quyền quyền lợi của mình. Cho nên không phải là tất cả gì tùy theo, giống như một cái thùng đồ nghề vậy đó, trong thùng đồ nghề thì có búa, kèm, cà lê, tục vít, mình phải xài đúng chỗ thì nó hay, phải không? Cái không phải là cái gì mình cũng xài cái búa hết, thì cái gì mình cũng nói là mình làm cho nó là cái đinh, mình xài cái búa thì không được. Thì trong gia đình anh thì anh thấy mình sống mình cũng có cộng sản, có tư bản trong cái căn gia đình của mình. Tất cả giống như nhà anh ha, là những cái gì trong trong nhà thì mình xài chung hết, đó là cái theo thế, chế độ cộng sản. Con cái vợ con mình xài trong gia đình đó là chung, ăn uống cũng chung nè, cái bất cứ những cái đồ vật gì trong nhà đình thì chung, đó là cộng sản. Còn khi mà nếu mình tư bản á, thì mình nói ồ mình cho con cái mỗi đứa thì nó có cái phòng riêng của nó, hay mỗi đứa nó có cái tiền bạc riêng của nó trong cà cao, đó là tư bản của tư của nó, mình không có rò tới, nhưng mà mình được quyền mình nhìn vô. Còn cái tư của mình thì nó cũng cũng không có rò tới được, đó là cái tư bản tư của tư riêng tư của mình, riêng tư của nó, hay là cái phòng riêng của nó, cái sự học hành của nó, đó là cái riêng tư của nó. Nếu mà nó học tốt thì nó tốt phần phần của nó đó, mình cũng không có ảnh hưởng gì hết, không có lợi lộc gì đó. Nó là nó học tốt thì nó quyền của nó kiếm thêm tiền thì quyền của nó thôi. Thì trong gia đình anh đó, thì anh nói là anh sống hai cộng sản với tư bản luôn đó. Là có nghĩa là hai gọi là Hai cái chế độ trong gia đình mình đúng đó, rồi, gọi là hai chế thì độ luôn gia đình. đó rồi, thì mình cái gì mình thấy đúng thì mình làm, phải không? Chứ không phải là cái gì cũng chung hết, là cái gì cũng tư hết, là cũng cũng khó lắm. Cũng khó đúng không? Đúng rồi. Thì như vậy mình suy nghĩ là một gia đình thì cái nền tảng của xã hội, mình sống trong gia đình sao thì mình thấy ok. Cái xã hội nếu mình làm như vậy thì tốt, mình làm cái kia thì không tốt, thì mình nên suy nghĩ lại. Cái nhiều khi mà anh nói là cái bên Trung Quốc người ta còn có nhiều cái bài học rất cũng cũng rất là hay, hay hay hơn Mỹ luôn. Tại tại người ta đi sau này, nhưng mà người ta tiến triển rất là mau đó, nó xây những cái thành phố rất lớn. Tại sao nó làm được? Tại vì nó biết cách xài, nó biết cách xài công cụ của nó, công cụ của nó biết cách thế nào là tư bản, thế nào là cộng sản, nó xài hai thứ luôn, cho nên nó tiến triển rất mau. Chứ không phải là còn Mỹ thì chưa Có cứng nghĩa là chân chậm chân. tùy theo thời điểm mà mình sử dụng cái nào nó hợp lý thì mình sử dụng, có nghĩa là hiệu quả thì mình sử dụng. Đúng rồi, mọi người người ta tưởng tượng ra là nước Mỹ là nước tư Chào. bản, nhưng mà thật sự đây mình tự hỏi mình thử, nước Mỹ có thật sự là tư bản không? Tư bản là sao? Tư bản là cái nếu như cái nhà của mình á, mình mua xong rồi mình trả tiền hết sau rồi, nhưng mà nếu mà mình không trả tiền thuế thì chính phủ ở đây người ta lấy lại, người ta bán cho người khác, vậy đâu phải là tư bản, phải không? Tại sao mình phải trả tiền tiền thuế hay là tiền gọi là tiền mướn cho để mình được cái ở trong cái nhà mình mỗi năm? Mình nên suy nghĩ là cái đó là không phải tư bản đâu. Nhiều khi mình đang bị lừa mấy chục năm nay mà mình không biết, phải không? Nếu mình mua một cái gì đó mình trả hết tiền rồi, phải không? Ví dụ như anh mua một cái computer đi, mình trả hết tiền rồi, mỗi năm mình đâu có phải đóng đóng thuế đâu, mình mua rồi. Nhưng mà tại sao cái nhà ở Mỹ này mình mỗi năm mình phải đóng thuế đó? Tức là nếu mà không đóng thuế thì cái thằng
cái thằng County á, ở đây á, nó đem ra nó đấu giá bán cho người khác, nó đuổi mình ra, cho cảnh sát kêu vô là tống cổ mình ra, tư bản kiểu gì kỳ vậy. Đó là một cái ví dụ nhỏ nhỏ thôi. Nhiều khi cái Mỹ này cũng có nhiều cái tốt, mà cũng có nhiều cái mình nên suy nghĩ lại, nó chưa chắc đã là 100% là đúng đúng đắn đâu. Ok, chị muốn chia sẻ với anh như vậy thì bà xã muốn đi, Dạ mình phải rồi, chào. ok anh, cảm ơn anh nhiều.